Thưa hai vị, hãng tin Reuters hôm 23 tháng 3 có một cái bài nhận định nói rằng Việt Nam có thể từ chối nâng cấp ngoại giao với Hoa Kỳ trong cái bối cảnh mà cái sự căng thẳng Mỹ-Trung đang âm ỉ. Thưa quý vị nghĩ sao về cái nhận định này của hãng tin Reuters? Trước hết, Thanh Trúc xin mời tiến sĩ Hà Hoàng Hợp. Bài đấy thì ông Reuters, ông trước khi ông viết, ông có hỏi tôi. Nhưng ông ấy không nói là ông ấy biết cái kiểu ấy. Sau khi ông ấy viết xong thì ông lại hỏi tôi là ông coi tôi viết có hay không. Thì tôi bảo là ông viết nó rất nhiều ý ở trong, nó mâu thuẫn lẫn nhau. Tôi không thể nói là nó phản ánh đúng cái tình hình quan hệ Việt Mỹ. Tôi cũng có nói rất rõ những cái điểm mà ông mà nó không phản ánh cái quan hệ Việt Mỹ ở tất cả mọi cái điểm ở trong đấy. Đấy là một cái thông tin rất là cụ thể về cái bài này. Ông trưởng cái văn phòng của Reuters tại Việt Nam, ông Francesco Guarisco. Thì đấy là cái thông tin ban đầu vậy. Dạ thưa luật sư Vũ Đức Khanh ạ. Vâng. Xin cảm ơn cô Thanh Trúc. Tôi cũng có cái dịp tiếp xúc với ông Francesco sau khi cái bài của ông viết. Tôi không có bình luận nhiều về cái nội dung của cái bài ấy. Tôi chỉ nêu lên 3 điểm rất là quan trọng. Điểm thứ nhất là chúng ta cần xác định lại cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong cái bối cảnh của tình hình chính trị của thế giới ở đầu cái thập niên 2020. Điều đó để định hình lại cái khung đối ngoại chiến lược của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở cái cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Thì chúng ta chỉ khi nào chúng ta nhìn được cái bức tranh toàn diện đó thì chúng ta mới thấy được những cái khó khăn hiện tại trong cái ban giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Điểm thứ hai tôi cũng nhìn thấy ở nơi đây rằng là cái câu mà tôi nghĩ rằng cái câu mà chúng ta nói và rất mong ý kiến của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp là quan hệ Việt Mỹ đã thực sự là cần thiết và cấp thiết hay không. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ là chúng ta có thể nhận định được rằng quan hệ Việt Mỹ là rất cần thiết cho cái sự sống còn của đất nước và sự phát triển của đất nước trong thế kỷ thứ 21 này. Nhưng đã đến lúc nó có phải là cấp thiết để chúng ta nâng cấp nó hay không? Thì tôi nghĩ rằng nếu như ngày hôm nay chúng ta có một cái buổi đi sâu vào trong cái vấn đề này, đó nó sẽ giải tỏa ra một số những cái điểm mà có thể là cả thế giới vẫn còn đang ngộ nhận cho những cái nỗ lực từ Washington DC muốn nâng cấp ban giao với Hà Nội, và cũng đồng thời để cho Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn thấy rằng là trong cái mối ban giao với Hoa Kỳ, đặc biệt là với Hoa Kỳ và với thế giới phương Tây, điều đó không những là cần thiết mà nó còn mang tính cấp thiết, mang tính thời đại của chúng ta, nhất là trong bối cảnh của cái cuộc chiến Nga và Ukraine hiện tại. Đó là cái điểm chính mà tôi nghĩ rằng tôi nhìn ở góc độ của cái bài báo của ông Francesco đăng trên Reuters ngày 23 tháng 3 vừa qua. Dạ. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp có muốn nói điều gì không ạ? Sau cái nhận định của luật sư Vũ Đức Khanh. Cái nước Việt Nam này, cái nước Mỹ thì khi mà bình thường hóa cái quan hệ là năm 1994,
cho đến đến bây giờ phát triển và nó tiến lên thì nó không có bị lùi đi, lúc nhanh lúc chậm nhưng mà là đều là có tiến, tiến không có lùi. Lý do đấy là lý do đấy là lý do mà cả hai bên cũng như là cả người dân cũng như là chính quyền của hai bên đều nhìn thấy là đấy là một cái sự cần thiết. Cái nước Việt Nam này thì nếu mà bảo là người ta phải cần một cái sự đảm bảo gì đó thì phía Hoa Kỳ cho cái an ninh của họ hay là cho một cái gì đó nó rất là lớn, nó đảm bảo cho cái an ninh và cái lợi ích quốc gia hay là cái sự phát triển của đất nước Việt Nam này cũng như cái tương lai của đất nước Việt Nam này thì chắc là không đúng. Nhưng mà bang giao là cực kỳ cần thiết đó, cực kỳ cần thiết mà cũng không nên nói rằng là nó quá cần thiết đến cái lúc là không có nó thì mọi việc nó đều hỏng. Thì đấy là cái mà ai cũng thấy. Bây giờ tôi nói vượt ra ngoài cái bài của cái ông này. Vì cái ông này ông là nhà báo, ông không có hiểu biết về Việt Nam. Ông không hiểu về chính trị của Việt Nam. Ông ấy viết như thế là tôi có những cái điểm mà tôi nói lúc nãy là đây là nó không phản ánh cái thực tế đang diễn ra. Trong khi đó ông vẫn ghi vào trong đấy hai câu quan trọng là gì, là phía Hoa Kỳ và Việt Nam đều đang nỗ lực để tiến đến một cái quan hệ nó gọi là quan hệ nó tốt hơn. Bởi vì chúng ta không nên dựa vào từ ngữ làm gì là cái đối tác chiến lược nó có cao hơn là cái đối tác toàn diện hay không. Ông ấy nói đúng hai cái câu đấy, nhưng mà rồi ông lại nói sang cái chỗ khác, người nọ người kia, rồi là Trung Quốc nó ảnh hưởng đến thế, làm cho cái việc mà để một chuyên gia ở đâu đó lại nói rằng là Việt Nam thì vẫn muốn nhưng Hoa Kỳ thì vẫn không đặt ưu tiên cao, nói thế là ít dẫn như thế là không, rất là không được. Dạ vâng, dạ thưa. Tiếp theo cái ý kiến của tiến sĩ Hoàng Hợp đó thì cũng trong một cái diễn biến liên quan, thưa hai vị, hôm 27 tháng 3, tức là cách đây hai hôm, thì là trên cái trang mạng csis.org có một cái bài viết của Murray Hilbert, thì có phân tích rằng là, nói một cách như gần như là phân tích đó là Tổng thống Hoa Kỳ nên mời Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến thăm nước Mỹ, nhất là vào khi mà Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm cái gọi là quan hệ, được gọi là nhất là quan hệ 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, tức là từ năm 2013 cho đến năm 2023 này, vào tháng 7 năm nay. Thì hai vị có nghĩ rằng là Việt Nam có sẵn sàng để mà nâng cấp cái mối quan hệ này không? Nhất là khi mà ta thấy là hôm 29 tháng 3, tức là vừa mới đây đó, thì là ông Nguyễn Phú Trọng đã có một cái cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Dạ. Thưa luật sư Vũ Đức Khanh. Xin lỗi. Ok, bây giờ tôi xin phép được nói như thế này, nhưng mà chỉ cần 10 giây. Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp khi ông nói rằng là thật sự ra cái sự nâng cấp bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không phải là cần thiết mà còn là quá cần thiết, nhất là trong bối cảnh của tình hình chính trị của thế giới ở năm 2023 của chúng ta ngày hôm nay. Tức là một cách gián tiếp, ông Hà Hoàng Hợp có thể đồng ý với tôi rằng là nó là cấp thiết, chúng ta chỉ dùng những cái từ nó khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng đều có một mục đích,
vì tất cả chúng ta là những không phải là những cái nhà nghiên cứu đơn thuần, mà chúng ta còn là con dân của một cái đất nước, mà đất nước của chúng ta có những cái quyền lợi, dù đứng ở góc độ nào, dù đứng ở địa vị nào trong xã hội, chúng ta đều đặt cái quyền lợi của quốc gia dân tộc lên trên hết. Cho nên hoàn toàn đồng ý với tiến sĩ Hà Hoàng Hợp về cái vấn đề là nâng cấp ban giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là quá cần thiết. Điều thứ hai, để trả lời cho cái vấn đề của cô Thanh Trúc nêu ra về cái nhận định của ông Murray Heber nói về là ông cái thời điểm để mà nâng cấp là năm 2023. Tôi hoàn toàn đồng ý về cái vấn đề thời điểm là năm 2023, vì cái tình hình vẫn nói là tình hình chính trị của thế giới và tình hình của chính trị của Hoa Kỳ, nhất là trong năm 2024, thì nó sẽ không có phải là một cái thời điểm tốt đẹp cho Việt Nam và Hoa Kỳ có những cái bước đột phá lớn trong ban giao giữa hai nước. Tôi lại nghĩ rằng thay vì, nhưng mà tôi hiểu cái quan điểm của ông Murray Heber khi ông ấy viết, tại vì ông ấy là người Mỹ nên ông ấy sẽ viết theo cái cách nhìn của người Mỹ và vận động phía của Hoa Kỳ. Tuy nhiên tôi xin phản biện trên vấn đề đó. Tôi không nghĩ rằng là ông Nguyễn Phú Trọng nên đi Washington DC vào trong cái năm nay. Mà thực sự ra tôi đã và đang tiếp tục cho tới giờ phút này vẫn vận động để cho ông Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam vào tháng 5 2023 trong chuyến đi của ông ấy tới Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G7. Đây là cái nỗ lực rất lớn. Tôi có thể nói với tất cả quý vị là tôi vẫn làm việc ngày đêm để cho cái vấn đề này nó đi tới. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thấy được một cái tín hiệu khả quan từ phía Việt Nam. Đó, một điều bất ngờ là sáng nay thì đã được thông tấn xã Việt Nam thông báo cái tin mà chưa có những cái bản thông cáo đưa ra từ Nhà Trắng để tóm tắt lại cái nội dung. Tuy nhiên thông tấn xã Việt Nam có đưa ra những cái hình ảnh của cái cuộc nói chuyện giữa hai nguyên thủ của hai quốc gia và các cái thành viên, thì tôi rất là phấn khởi trước cái sự gọi là nó tảng băng, nó vào đúng cái dịp mà mùa xuân của ở tại Washington DC, nó lại là một cái dịp mà nó gây ra cái niềm phấn khởi mới cho cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôi hoàn toàn ủng hộ cái sự nâng cấp ban giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Lên tới cái cấp độ nào thì cái vấn đề đó là cái sự quyết định giữa hai quốc gia và giữa hai nhà nước. Tuy nhiên là một con dân Việt Nam, là một người Việt đã sống ở nước ngoài đúng 40 năm, tôi luôn luôn mong muốn rằng là giữa người Việt với người Việt với nhau, chúng ta cùng nhau hợp tác để làm sao đưa cái đất nước Việt Nam hội nhập thành công vào trong cộng đồng của thế giới. Đặc biệt là mối quan hệ vô cùng quan trọng, cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ sẽ đóng góp một cái vai trò rất là tích cực để cho Việt Nam, để nâng cấp mối ban giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời rõ thái độ của mình. Còn hồi nãy ông Hà Hoàng Hợp có nói một điểm mà tôi hoàn toàn đồng ý, là ban giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không dính líu gì tới tất cả những cái quốc gia khác, dù quốc gia đó là có lớn hay là nhỏ. Đây là mối quan hệ ban giao giữa hai quốc gia và giữa hai dân tộc, là chúng ta đặt quyền lợi của hai dân tộc lên trên hết. Và khi mà Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ những cái quyền lợi về vấn đề chiến lược, cũng như là những cái quyền lợi nó có tính cách là lâu dài cho đất nước, thì cái đó là tất cả các lãnh đạo của chúng ta, đặc biệt là trong cái giai đoạn cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền, thì cái quyền lợi của quốc gia dân tộc lên trên hết. Tôi không nghĩ rằng có một cái thế lực nào hay là một cái quốc gia nào bên ngoài có thể tác động để làm chậm đi cái tiến trình này. Vấn đề là liệu người Việt của chúng ta có đồng thuận, giống như tôi nói lúc nãy, nâng cấp ban giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có phải là một cái điều cấp thiết hay là rất cần thiết, giống như sĩ Hoàng Hợp có nói không? Và nếu như thật sự chúng ta đồng thuận trên cái vấn đề đó, thì tất cả chúng ta cần phải xúc tiến tối đa để cho ông Joe Biden đến Việt Nam vào giữa tháng 5 năm nay. Dạ, vậy thì nếu như mà cái chuyện là Việt Nam và Hoa Kỳ gọi là nhân cái kỷ niệm 10 năm thiết lập
quan hệ đối tác toàn diện đó, mà nâng cấp cái quan mức quan hệ của hai quốc gia lên đó, thì cái tình hình giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ như thế nào? Có căng thẳng hay không? Liệu là Bắc Kinh có thể cho rằng là đây là một cái động thái chống đối của Việt Nam khi mà Hoa Kỳ và Trung Quốc thì là đang có những cái căng thẳng? Dạ, thưa tiến sĩ Hòa Hoàng Hợp. Cái việc mà người ta cứ nói đến cái chuyện là cái quan hệ Trung Quốc với Mỹ thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến các cái nước nhỏ như là Việt Nam hay là chỗ nào khác đấy. Tôi không, ở Việt Nam thì người ta không nghĩ như thế. Người Việt nó có một cái từ mà hôm trước tôi có nói với mọi người là đấy là cái bí của cái giới nghiên cứu. Cái giới chính khách người ta không nói chứ. Giới nghiên cứu là đang vướng vào một cái chỗ là coi cái bang giao Mỹ Trung Quốc nó như là một cái bị. Thế còn những cái nước nhỏ như là đang phải múa gậy trong một cái bị. Cái bị tên là bang giao Mỹ Trung thì múa mãi nó không thoát được. Nên đấy là một cái hình tượng nó rất là đúng với cái sự bế tắc của cái giới nghiên cứu. Thực tế thì người Việt Nam người ta không nhìn thấy là cái tương tác giữa Mỹ và Trung Quốc ảnh hưởng quá lớn thì hay là như nào đấy quyết định đến cái vận mệnh của cái quốc gia này. Cho nên là tôi đồng tình với để luật sư Vũ Đức Thanh ở cái chỗ này. Cái ban giao Việt Nam với lại Hoa Kỳ không có một nước thứ ba nào có thể can thiệp được. Chả có cái quyền gì quan trọng cả, bởi vì nguyên tắc quan hệ giữa hai nước này là đảm bảo cái lợi ích quốc gia của hai nước và không làm hại đến cái lợi ích quốc gia của một cái nước khác, đấy, nước thứ ba hoặc là một cái nhóm nước khác. Cho nên là cứ tự nhiên mà chơi với nhau cho nó đẹp, không gì phải để ý đến những cái chuyện nọ đến kia cả. Đó. Thế là rõ Trung Quốc chả bao giờ có thể tác động đến Việt Nam, là nếu mà như thế này thì là ảnh hưởng Trung Quốc không có được, thì nó toàn bịa ra hết. Chứ còn thì tôi ngồi ở cái đất nước Việt Nam thì tôi thấy rằng là cụ thể rằng là Trung Quốc chưa bao giờ làm được những cái chuyện như thế đối với Việt Nam, mặc dù là hai cái nước Việt Nam với Trung Quốc là ở rất đứng bên cạnh nhau. Đấy. Và có những cái mối tương tác giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng chả hưởng gì đến một cái nước khác cả. Thế nên là thấy rằng là cái việc mà Việt Nam và Mỹ tiến tới một quan hệ tốt hơn thì xét cho cùng nó còn tốt cho các quốc gia khác. Vì sao? Bởi vì cả Việt Nam lẫn Mỹ đều có thể đóng góp tốt hơn cho cái việc mà cổ suý cho một cái nền hòa bình quốc tế trên khắp thế giới, đảm bảo được cái hòa bình cũng như là cái ổn định cũng như là cái sự phát triển ổn định của cái khu vực này, trong đó là đóng góp Việt Nam. Đấy. Thì không có cái gì hại cả. Thế còn những cái mà người ta bảo rằng là tranh chấp nhau về mặt địa chính trị hay là tranh chấp nhau về cái quyền, gọi là cái quyền dẫn dắt một cái, người ta nói chữ to là dẫn dắt một cái trật tự quốc tế mà dựa trên luật pháp ấy, thì cái chuyện đấy hãy để cho những cái mối băng giao giữa các nước lớn người ta xử lý với nhau. Đấy. Và những cái xử lý với nhau giữa họ thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không ảnh hưởng gì đến Việt Nam và người ta. Bởi vì quan hệ đối ngoại của Việt Nam, cái đường lối đối ngoại của Việt Nam là nó rất thực tiễn. Đó.
và nó cũng rất là cấp tiến ở chỗ này, chơi đều với tất cả các nước và không có đi với cái nước này để mà làm hỏng với nước kia hay là thế nào cả. Và Việt Nam là một cái nước nhỏ nhưng người ta rất biết cái thân phận, người ta không tạo ra một cái luật chơi gì cho các cái cộng đồng khác cả. Nó chỉ có vậy thôi, nó đơn giản như thế thôi, nó có cái gì khác không? Thế nhưng mà cái bài của ông mới nó có một cái điểm là chỗ này, đấy là ông ấy mong muốn là tổng thống Mỹ mời ông Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ tháng 7. Cái mong muốn ấy nó tốt, nhưng mà đúng như là luật sư Vũ Đức Khanh nói, thực tế mà nói thì là người ta đang chuẩn bị cho cái việc là tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Việt Nam trong cái dịp mà đi họp cái G7, tức là cái G7 ở Hiroshima tháng 5 ở Nhật Bản đó. Thì cái khả năng này là khá là hiện thực, nó sẽ trở thành, nó khá là có xác suất cao để trở thành hiện thực. Và nếu như là tổng thống Mỹ Biden đến Hà Nội trong tháng 5 này thì tôi tin tưởng rằng là cái việc mà ký được cái thỏa thuận về, tức là cùng nhau tuyên bố về cái việc mà đưa quan hệ Việt Nam với lại Mỹ đến cái gọi là đến cái mối đến cái đối tác chiến lược là trong tầm tay. Ngoài ra thì hầu như là chắc chắn sẽ có một cái thỏa thuận mới về hợp tác quốc phòng và an ninh. Đấy. Để cụ thể hóa là như thế. Thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề nó nằm ở cái điểm là chúng ta đã có một cái đồng thuận, và cái đồng thuận đó là cái đồng thuận của gần như của cả dân tộc Việt Nam và của cả người Việt Nam trong và ngoài nước, là chúng ta mong muốn là Việt Nam là thành viên, là đối tác có trách nhiệm đối với cộng đồng của thế giới, mong muốn Việt Nam tham gia vào trong cái đời sống sinh hoạt của cộng đồng thế giới phù hợp với luật pháp của thế giới. Cái đó là một cái điểm đồng thuận rất lớn giữa những người Việt chúng ta ngày hôm nay. Cái vấn đề thứ hai nữa đó, rằng chúng ta hãy nhìn kỹ lại cái bối cảnh mà Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, rồi dẫn tới bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, đưa Việt Nam gia nhập vào ASEAN, gia nhập vào cộng đồng của thế giới. Chúng ta nhìn lại cái chặng đường gần 30 năm qua, chúng ta thấy rằng không thể nào tưởng tượng được rằng là Việt Nam và Hoa Kỳ có cái sự liên kết nó đến cái mức mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Tôi mới vừa nhìn thấy một cái tấm hình mà được đăng ở trang Facebook của đại sứ quán của Hoa Kỳ ở tại Hà Nội, là ông Mark Knapper đã được nhận một cái tờ giấy, cái bằng khen gì đó hay là một cái giấy để đánh giá rằng là Hoa Kỳ là cái nơi mà Việt Nam xuất khẩu trên 100 triệu, chúng 100 tỷ. Chúng ta có thể nào tưởng tượng chỉ nhìn lại năm 1994, sau 10 năm sống rời khỏi Việt Nam, tạm thời dùng cái chữ ngoặc kép là lưu vong đi, là tôi đã trở về Việt Nam vào năm 1993. Tôi đã chứng kiến cái cảnh của đất nước Việt Nam lúc đó như thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta có thể nào mà nghĩ, hãy quay trở lại 30 năm trước để nhìn thấy rằng nhân dân Việt Nam đã làm rất nhiều và đã làm gần như hết cái năng lực của họ để tiến tới vấn đề bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Cho nên là cái chuyện mà ngày hôm nay giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có đi lên cái đối tác chiến lược toàn diện hay là đối tác chiến lược gì đó, cái danh từ đó nó không có, đối với tôi nó không có quan trọng lắm. Nó chỉ có cái quan trọng là gửi đi một cái thông điệp để thấy rằng là họ cam kết về mặt chính trị và ngoại giao. Nhưng mà chúng ta phải nhìn lại là người Mỹ được nhìn ở đất nước Việt Nam từ trên ải Nam Quan xuống mũi Cà Mau như thế nào, những cái mối quan hệ đang xen trong cái xã hội dân sự của Hoa Kỳ và Việt Nam nó đã tới cái mức độ nào,
thì chúng ta mới nhìn thấy được. Và hồi nãy tôi hoàn toàn đồng ý với tiến sĩ Hà Hoàng Hợp khi ông nói rằng là quyết định nâng cấp hay là không nâng cấp hay là ban giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hay bất cứ một cái quốc gia nào không phải được chỉ định bởi một cái quốc gia khác. Cái điều đó là hoàn toàn đúng. Chúng ta hãy nhìn kỹ lại lịch sử của Việt Nam. Lịch sử của Việt Nam, chúng ta có một cái quá trình là dựng nước và giữ nước, và chúng ta đã làm cho tới ngày hôm nay trong cái tiến trình đó. Nhưng mà thực sự ra chúng ta lúc nào cũng cần những cái mối quan hệ khác, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chúng ta đã đối xử với người Trung Quốc như thế nào? Và điển hình là Trung Quốc năm 1979 có dạy cho Việt Nam một cái bài học gì đi chăng nữa, thì lúc đó cũng không phải là Việt Nam phải nhờ vào một cái quốc gia nào khác, hay là Trung Quốc phải chờ cái đèn xanh của một quốc gia khác để có những cái hành động như thế đối với Việt Nam. Cho nên chúng ta cần phải đặt trong cái bối cảnh đó là sự ban giao của Việt Nam với một quốc gia khác là do ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam thông qua cái chính quyền ở cái giai đoạn nhất định nào đó, họ có cái quyết định đó. Cho nên là tôi ủng hộ hoàn toàn trong cái vấn đề mà gọi là ban giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cần phải nâng cấp. Cái nâng cấp đó là để cái gì? Để nhìn nhận một cái chặng đường mà 30 năm qua chúng ta đã đi, và đặc biệt là cái chặng đường từ năm 2013 vào ngày 25 tháng 7 năm 2000 bước vào trong tòa Bạch Ốc để ký cái văn kiện đó với Tổng thống Obama và mở đường cho những cái mà chúng ta không ngờ được là cái sự tiến triển về cái hiệp định TPP mà sau này trở thành là cái hiệp định CPTPP. Thì tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay không phải là Việt Nam tới Washington DC vào tòa Bạch Ốc để ký thêm để nâng cấp cái quan hệ đó, mà thật sự ra để đáp lễ theo cái tinh thần có đi có lại có qua giữa hai cái đối tác có sự tương kính và tôn trọng lẫn nhau, thì ông Biden phải chính thức tới Hà Nội để nói lên cái tiếng nói rằng chúng tôi cam đoan bảo vệ và ủng hộ cho một nước Việt Nam độc lập, tự do và phát triển hùng cường, thịnh vượng. Đó là cái trách nhiệm của Hoa Kỳ, mà cái thông điệp đó là từ thông điệp của Tổng thống Obama từ tháng 5 2016 đã nói, và do 4 năm dưới cái thời của ông Donald Trump vẫn tiếp tục lặp lại cái quan điểm đó, và qua ba vị đại sứ cuối cùng đã nâng cấp trên vấn đề này. Tôi không có hiểu thực sự về những cái vấn đề có tính cách là nội bộ ở phía sau, nhưng mà chỉ là một cái nhà quan sát và nghiên cứu khi nhìn thấy những cái góc độ đó là biết rằng tiến trình ban giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã đến một cái điểm mà tôi nói rằng làm cái điểm đó nó không thể nào đảo ngược lại được. Vấn đề là cái thời gian tính nó như thế nào, những cái điều kiện thỏa thuận cuối cùng sẽ ra sao. Thì có lẽ là tiến sĩ Hà Hoàng Hợp có nhiều cái nguồn thông tin hơn tôi về vấn đề đó, giống như ông nói là sẽ nâng cấp trong cái vấn đề liên quan đến về vấn đề an ninh quốc phòng. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là tôi vẫn tin rằng là cái mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ, nếu như mà nó đến tới một cái điểm giống như cái bức thang của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra có ba bậc, tức là đối tác toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện hiện tại. Cái hiện tại đó là tôi nghĩ rằng là cái vấn đề quan trọng trong cái ba cái bậc cái ngoại giao của Việt Nam, tôi nghĩ rằng là Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ đi thẳng tới là đối tác chiến lược toàn diện. Tại vì cái vấn đề của Việt Nam và Hoa Kỳ, cái mối ban giao mà 10 năm qua chúng ta đã xây dựng được, nó đã xây dựng trên cái nền tảng của cái mối chiến lược, cái mối quan hệ toàn diện mà nó đã mang cái tính chiến lược rồi. Bây giờ là chỉ có là tuyên bố cho mọi người biết thôi, cũng giống như là hai người đã yêu nhau một thời gian khá dài rồi trải qua có những cái cuộc trao đổi gặp gỡ giữa hai họ
có những cái buổi tiệc này kia, bây giờ chỉ là cái buổi tiệc tiệc cưới để chính thức mặt mà thôi. Theo tôi nghĩ là như thế, nhưng tôi không nắm được những cái nội tình, thì cái điều đó tôi phải dừng lại ở nơi đây, tôi không thể nào nói thêm về cái vấn đề đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái nếu như mà nói rằng là nâng cấp lên là đối tác chiến lược, thì chẳng lẽ là Hoa Kỳ cũng chỉ là ngang bằng với Tây Ban Nha, tại vì Tây Ban Nha cũng Ý cũng là đối tác chiến lược với Việt Nam. Tôi không nghĩ vấn đề đó. Cái bản chất của mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là đối tác chiến lược toàn diện, và cái đó nó mới xứng đáng với một cái tầm mà Việt Nam mong muốn là có những cái mối quan hệ một cách toàn diện và rộng với năm cái cường quốc ở tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì không có một cái lý do gì mà Việt Nam và Hoa Kỳ chỉ dừng lại ở cái mức là đối tác chiến lược. Tôi không biết rằng tiến sĩ Hà Hoàng Hợp có cái ý gì, trong cái vấn đề này, nhưng mà đây là cái quan điểm cá nhân của tôi nhìn thấy như thế khi mà nhìn lại bốn cái đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với bốn quốc gia đó và 10 trên 10 cái đối tác chiến lược, thì tôi vẫn thấy rằng là không có lý do gì mà không có đi tới cấp là đối tác chiến lược còn toàn diện. Khả năng là năm nay nâng lên cái đối tác chiến lược, khả năng là như thế. Vâng. Hoa Kỳ đưa lên mối quan hệ chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện thì chưa thấy nói nhiều lắm, và thực tế nó là như thế. Thế còn vừa qua đúng là quan hệ giữa hai nước nếu mà Việt Nam nó có thể là chậm lại một chút, nhưng không bị giảm đi. Nhưng bây giờ thì nó được tái khởi động bởi cái cuộc điện thoại điện đàm giữa hai người là Tổng thống Joe Biden của Mỹ và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Lúc tối nay giờ Việt Nam, tức là 9 giờ sáng giờ ở DC, thì nó là đánh dấu một cái bước nối tiếp cho cái quan hệ phát triển tốt hơn của hai nước. Thì có như vậy. Dạ, như vậy tắt một lời. Khi mà dư luận hay là báo chí nghĩ rằng là có vẻ như Việt Nam lưỡng lự trong cái việc nâng cấp quan hệ đối với Hoa Kỳ, thì điều này có nói lên được là cái sự thận trọng, cái sự đắn đo suy nghĩ, suy trước tính sau của Việt Nam hay không? Và hay là nó có thể nói rằng là Việt Nam nhất quyết sẽ tiến tới cái việc đó ạ? À? Dạ. Đây là câu hỏi sau cùng. Có cái gì là lưỡng lự cả, vì cái câu nói, cái câu viết ở trong cái đầu đề của cái bài báo của cái ông Reuters ở Việt Nam này, thì ông bảo là có thể là chống lại cái việc mà nâng cấp cái quan hệ. Nhưng ông ấy viết thế là nó không đúng. Tôi đã nói trực tiếp với ông ấy là tôi là không đúng, và những cái nội dung gì ở trong cái bài của ông nó ngắn thôi, không đúng, không phù hợp, thì tôi cũng đã nói với ông ấy rất rõ đấy. Và lúc đấy thì tôi đã nói ở đây rồi. Dạ. Tôi đã nói ở cái này rồi, và tôi nghĩ rằng cái quan hệ nó phát triển bình thường. Chúng ta nên đọc một cái câu mà chính Đại sứ quán Mỹ họ nói đấy. Đấy là gì? Là cả hai nước đều đang rất cố gắng để đến tới những quan hệ, để nâng cấp những quan hệ. Nhưng trước cái câu đấy có một cái câu nữa là có một cái khả năng rằng là
cái cuộc gặp bên lề của quan chức Việt Nam trong cái cuộc họp của G7 mở rộng ở bên Nhật Bản ấy, cái năm này thì nó có thể nó sẽ là một cái bước quyết định. Nhưng mà với cái kết quả của cái cuộc nói chuyện, cái cuộc điện đàm giữa hai người, ông Joe Biden tổng thống Mỹ và ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư của cái Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, của cái đây mấy giờ đó, thì thấy rằng là cả hai bên đều mong muốn tiến lên, chứ không có đi chậm, mà không có cái cách gì để mà giảm bớt cái quan hệ tốt. Thanh Trúc nghĩ rằng là luật sư Vũ Đức Khanh có thể cũng ít nhiều đồng ý với tiến sĩ Hạ Hoàng Hợp. Ông cho một câu kết luận về phía ông ạ. Tôi xin nói như thế này. Đầu tiên trong cái mở đầu của phần chương trình là tôi đã đặt ra một cái câu hỏi là quan hệ Việt Mỹ là có cái sự nâng cấp đó nó là cần thiết hay là đã cấp thiết. Thì tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đã trả lời trong cái câu cảm ơn ông đã nói rằng là rất cần thiết trong vấn đề này. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đó nó thể hiện được cái bản chất của cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ở cái thời điểm chúng ta đang có ngày hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2023. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, tôi cũng muốn nói rằng năm 2023 này là năm bản lề, năm then chốt cho định hình cho cái mối quan hệ của Việt Nam không những đối với Hoa Kỳ mà còn đối với tất cả các quốc gia phương Tây khác, là những cái đối tác lớn như là bên Liên minh Âu Châu, Nhật Bản, Úc và Canada, đại khái nó là như thế. Nó là một cái năm bản lề để thấy được rằng cái sự hợp tác của Việt Nam nó tới mức độ nào, đã gây được một cái niềm tin về chiến lược lâu dài giữa Việt Nam với các quốc gia đó chưa. Đó là cái điểm mấu chốt. Cái điểm thứ ba nữa đó là cái lịch trình. Tôi không nghĩ rằng là ông Võ Văn Thưởng với tư cách là chủ tịch nước tới hội nghị San Francisco APEC vào tháng 10, tháng 11 năm nay để mà ký một cái văn bản đó, hoặc là phải đi một vòng qua bên Tòa Bạch Ốc để mà ký, thì cái vấn đề đó nó rất là phức tạp và nó nhiều khê trong cái vấn đề tổ chức về logistics. Tôi chỉ thấy rằng có một cái điểm và cái điều đó, và tôi đã được một số những cái nhà ngoại giao Hoa Kỳ từ hồi tháng 11 năm 2022 đã nói rằng họ cố gắng là đi tới một cái mối quan hệ với Việt Nam, thực hiện đó trong cái chuyến đi của ông Biden vào giữa tháng 5 tới cái hội nghị ở Nhật Bản, hội nghị của nhóm G7 ở tại Nhật Bản. Nhưng mà cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó có vẻ bề ngoài, nó có vẻ làm cho một số những nhà quan sát thấy rằng nó bị chậm đi. Từ khi Việt Nam nói rằng để thiết lập cái kênh, một cái cuộc điện đàm mà chúng ta mới vừa có cách đây mấy giờ đó ở tại giữa hai bên, thì chúng ta phải mất gần 5 tháng, tức là 4 tháng rưỡi hơn để có được cái buổi điện đàm ngày hôm nay. Thì cái này đó nó làm cho một số, vì là tôi đã lớn lên ở với người phương Tây từ khi là một thiếu niên, cho nên tôi hiểu được cái tâm tình của người phương Tây và người Mỹ rất là nhiều. Và người Mỹ có vẻ như là hơi không có cái sự kiên nhẫn giống như những người Á Đông, và đặc biệt là đối với người Việt Nam. Cho nên rằng họ nghĩ rằng như thế này như thế nọ, và những cái lời phát biểu của ông Murray hay là của ông Francisco của Reuters, tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái áp lực bằng cách này cách khác lên cho cái tiến trình này. Tuy nhiên tôi vẫn tin tưởng rằng là người Việt Nam chúng ta đủ khả năng để quyết định tương lai của đất nước. Nếu như không có những cái bước đột phá của cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, thì chúng ta không có một cái nước Việt Nam như ngày hôm nay. Và tôi tin chắc chắn rằng là năm 2023 sẽ là một cái năm quyết định cho ít nhất là cho cái thập
niên 20 mà chúng ta đang sống, vì cái trật tự thế giới nó đang trong một cái quá trình tái lập lại, hoặc là phải lập lên một cái trật tự thế giới mới. Cho nên rằng cái quyền lợi quốc gia và dân tộc nó rất là quan trọng. Tôi tin tưởng rằng là giữa người Việt với người Việt có thể có những cái đối thoại để mà đạt được cái điều cao nhất. Và bất cứ một cái mối quan hệ Việt-Mỹ nó ở một cái góc độ nào thì cái cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ vẫn có thể tác động lên trên đó và để xúc tiến cho cái một cái tầm nhìn chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho cái thế kỷ thứ 21 này. Đó là cái lời kết luận của tôi. Tôi tin rằng giữa người Việt với người Việt chúng ta sẽ hỗ trợ nhau để mà thúc đẩy cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong đó là cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ cũng vừa là người gốc Việt nhưng mà cũng vừa là công dân của Hoa Kỳ. Sự hợp tác giữa hai quốc gia sẽ thúc đẩy cái sự hùng cường của cả hai quốc gia và hai dân tộc. Thì tôi rất là mong cái tiến trình này nó sẽ được tốt hơn và hy vọng rằng trong lần tới chúng ta sẽ có dịp để bình luận về cái danh xưng mới giữa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong cái mối quan hệ của họ. Dạ, xin cảm ơn cô Thanh Trúc và cảm ơn tiến sĩ Hà Hoàng Học cho cái buổi hội luận ngày hôm nay. Vô cùng cảm ơn thời giờ và sự hiện diện của nhà nghiên cứu chiến lược và chính trị Đông Nam Á Hà Hoàng Hợp hiện đang ở Việt Nam, và cũng như là cảm ơn thời giờ của luật sư Vũ Đức Khanh là nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam cũng như là quan hệ quốc tế. Những cái quan điểm của quý vị rất là quý báu cho cái sự gọi là khao khát tin tức và cái sự hiểu biết của mọi người nếu nghe được buổi hội luận này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, Thanh Trúc cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và Thanh Trúc sẽ trở lại với quý vị trong chương trình tới.